Ơ, Lê, tao đây. Bất ngờ chưa? Ơ, sao mày lên mà không nói với tao để tao ra đón? Người này ăn mặc có vẻ là một nhân viên văn phòng, chắc chắn không phải thân thiết với Ly, vì anh ta luôn giữ khoảng cách và không phụ xách đồ giúp Ly. Nhưng nhìn mặt anh ta có vẻ... Đây là anh Sang, người quen của anh họ tao. Hôm trước anh ý về quê tao chơi, thế là tao biết anh ý. Đường xá Hà Nội thì tao không biết, tao nhờ anh ấy làm tài xế đấy. Thế mà mày cứ làm tao tưởng. Mày chỉ khéo tưởng với trà tượng. Chào em. Chào anh ạ. Thôi, thế chắc công việc của anh đến đây là xong rồi nhỉ? Bây giờ anh về đây, có gì ngày mai anh gặp Ly ở công ty anh nhá. Vâng ạ, hẹn gặp anh ạ. Chào em nhá. Cho tao lên nhà đi, tao đi cả ngày trời trên xe khách, người bẩn quá. Đó, đi, đi lên nhà. Ôi, nhà đẹp thế. Thế này mà bảo là nhà bình thường. Ở bên Việt Nam ý, nhà này được gọi là nhà của công chúa đấy. Thật á? Làm việc một năm ở bên đấy bằng mấy năm sống ở bên này á? Thích thế. Tất nhiên rồi, tôi phải nhờ bà giúp nhiều. Ừ, ok, thế nhá. Bye bye. Nước nào mà đẹp thế? New Zealand đấy. Mày có người quen bên đấy à? Ừ, tao vừa gọi cho người quen của anh Sang hồi sáng đấy. Bảo là Sang sẽ gặp được một ông cưới luôn. Sướng chưa? Sướng nhở. Ừ. Nhưng mà lần này mày lên Hà Nội là có chuyện gì không hay là chỉ lên chơi thôi? Tất nhiên là nhớ mày rồi. Tao lên thăm mày không được à? Tao tin được không đây? Có chuyện gì phải nói tao biết nhá, không được giấu rồi đấy. Thì làm gì có gì giấu đâu. Mày chỉ cần biết đấy là một việc tốt thôi. Sau này tao sẽ mời mày ăn những thứ mà mày thích, mua những thứ mà mày muốn, ok không? Mày có khai ra không? Thôi, khi nào xong việc tao nói trước bước không qua mà. Thôi rồi, mày không muốn nói thì thôi, tao cũng chẳng ép. Thôi, mà nấu cơm đi. Rượu. Ơ, về rồi à? Ừ. Này, trưa nay mày muốn ăn gì? Thôi, tao bảo này, mày có 50 triệu không? Cho tao mượn. Mày vay làm gì? Thì để tao lo công việc mà. Công việc á? Ừ. Công việc gì? Thôi, mày tao chả giấu nữa. Anh Sang anh ấy làm ở công ty xuất khẩu lao động sang nước ngoài. Tao đang làm hồ sơ để sang New Zealand. Mà bây giờ thiếu 50 triệu để thế chân. Cần bay gấp quá. Mày cho tao mượn tạm nhá. Xuất khẩu lao động? Mày suy nghĩ kỹ chưa? Mày yên tâm đi, tao tìm hiểu kỹ lắm rồi. Anh ấy đưa bao nhiêu người sang bên đấy, tao cũng được nói chuyện với họ rồi. Anh ấy là người thân của anh họ tao cơ mà. Về đây phải quý tao lắm nhá, mới giới thiệu cho tao, không lấy phí. Hay là mày đi cùng tao đi. À, có phải cái chỗ mà hôm qua mày là tao xem ảnh đúng không? Ừ, đúng rồi. Họ hỗ trợ nhá, từ A đến Z, chỗ ăn, chỗ ở. Đến tháng là mình làm việc xong rồi nhận lương. Rồi mức lương này, các điều kiện ok lắm. Nhưng mà trình độ ngoại ngữ tiếng Anh thì sao? Chả cần đâu. Họ bảo là chỉ cần nói mấy câu đơn giản như là hello này, how are you, what are you doing, rồi bye bye cái gì đấy. Người ta sẽ hỗ trợ mình là vừa làm xong rồi vừa học cho nó nhanh. Tao thấy mình cứ ở bên này làm công ăn lương rồi lấy một người chồng như thế, mình phải xuất ngoại để còn thay đổi tương lai chứ. Đi cùng tao nhá. Hay là thế nhá. Nhưng mà mày nói anh ý xong rồi giúp tao với nhá. Ừ, để tao bảo luôn. Alo ạ? Vâng, em muốn nhờ anh là cho bạn em đi cùng được không ạ? Chỗ anh em thân thiết thì anh bố trí thế nào cho bạn em đi cùng chuyến với em, với cả cũng lấy phí như em ạ. Thật ạ? Vâng ạ, thế thì tốt quá ạ. Ngày mai bọn em sẽ gặp anh ạ. Vâng, em cảm ơn ạ. Mày ơi. Được rồi. Thật ạ? Đây là công ty của anh Sang, mày yên tâm chưa? Rồi. Ô, hai đứa đến rồi đấy à? Em chào anh ạ. Em cứ ngồi đấy đi. Vâng. Nghe Ly nói là em cũng muốn đi xuất khẩu lao động mà đúng không? Vâng ạ, em nghe Ly nói là công ty anh có làm hợp đồng xuất khẩu lao động này, chi phí thấp, bay lại nhanh, lại còn không cần tiếng Anh nữa đúng không ạ? Đúng thế. Công ty anh ấy là hỗ trợ cho những người đi xuất khẩu lao động. Bởi vì anh biết những cái người mà đi xuất khẩu lao động ấy thì hoàn cảnh của người ta cũng tương đối là khó khăn. Thế nên là anh mới muốn hỗ trợ thôi. Mà bên anh ấy thì cái đường dây là em yên tâm đi, lớn lắm. Em không bao giờ em phải lo về cái chỗ ăn, chỗ ở hay là công việc hay là việc làm quen khi mới sang cả. Vâng,
Thế chi phí bay là bao nhiêu ạ? Thì người nhà thì anh cũng lấy cái mức ưu đãi như Ly thôi, nghĩa là 18.000 đô. Em cứ đặt cọc trước 100 triệu là em có thể bay được sang đến nơi, nhận công việc đàng hoàng rồi. Nếu lỡ như bây giờ em đặt cọc cho anh rồi mà lại không tìm thấy anh đâu nữa thì sao ạ? Ok, tao bỏ ra cả 100 triệu tao phải hỏi kỹ chứ. À, em nói thế không có ý gì đâu, anh đừng giận nhá. Nếu như mà em lo lắng về cái chuyện đấy ấy, thì bên anh cũng sẽ hỗ trợ là em có thể đưa người nhà đến ở cùng chỗ với bọn anh. Đến khi nào nhá, em bay sang được đến bên kia, em nhận chỗ ăn, chỗ ở, công ăn việc làm đàng hoàng, thì đến lúc đấy em bảo người nhà từ 3 ngày cho đến 1 tuần đóng nốt số tiền còn lại cho anh cũng được. Còn cái tiền vé máy bay ấy bắt buộc em phải đóng trước. Và những cái tiền khoản phí thế chân này hay là những cái tiền mà công ty chi ra ấy thì anh sẽ tính rồi gửi em sau. Đấy, mày yên tâm chưa? Vâng, thế anh cho em xem thông tin hợp đồng nhé. Ok. Đấy, hợp đồng đây, soạn sẵn rồi. Nếu như em tin tưởng ấy thì bọn anh sẵn sàng giúp đỡ em. Vâng, em xem qua rồi. Thế anh đợi em một lát, em về lấy tiền ạ. Ơi, không cần tiền mặt đâu, em cứ chuyển khoản cho bọn anh là được. Tài khoản của em lại không đủ cơ. Sáng đi bộ quá thế là em lại không cầm theo tiền. Anh đợi em một lát nhá. Ừ, ok, không sao đâu. Thế thôi, mày cứ về lấy tiền đấy nhá. Tao nói chuyện với anh Sang một tí. Ok, em xin phép ạ. Còn đi trước nhá. Em cứ ngồi đi. Em ơi, đến nước anh rồi. Đến rồi đấy à? Này, lúc nãy nhá, tao cả anh Sang nói về New Zealand nhiều lắm. Nếu mà thủ tục nhanh thì khoảng tuần sau bọn mình đi được rồi đấy. Đúng thế. Bọn em chỉ cần về chuẩn bị thêm một số đồ cần thiết và giấy tờ tùy thân thôi. Còn lại nhá, công ty anh sẽ lo hết. Vâng, nhưng mà tôi đổi ý rồi. Và cả bạn tôi cũng thế nữa. Sẽ không có một chuyến xuất khẩu lao động nào nữa cả. Diệu, sao đấy? Tôi đã có đầy đủ bằng chứng công ty anh giả mạo công ty xuất khẩu lao động và hành vi gài bẫy người khác qua bên xứ người. Em không phát được đâu. Hóa ra nãy giờ mày gài bẫy tao. Mày định làm gì tao hả? Mày làm gì tao? Mày báo công an à? Đúng, là tôi báo công an đấy. Anh không trốn được đâu. Mày nhớ tao đấy. Là sao? Tại sao anh ta lại lừa đảo? Thì hóa ra anh ta là kẻ chuyên đi lừa đảo à? Nhưng sao mày biết? Với bất kỳ công ty xuất khẩu lao động nào được nhà nước cấp phép thì đều có tư cách pháp lý với mỗi đơn vị này hay là cá nhân nhận hồ sơ. Đồng thời, các công ty xuất khẩu lao động đều sẽ có một khóa học đào tạo này định hướng cho cả người xuất khẩu lao động. Nhưng mà công ty của anh ta thì không có. Vẽ ra mọi thứ rất là màu hồng, lại còn có rất là dễ dàng nữa. Em nghe Ly nói là công ty anh có làm hợp đồng xuất khẩu lao động này, chi phí thấp, bay lại nhanh, lại còn không cần tiếng Anh nữa, đúng không ạ? Đúng thế. Công ty anh ấy là hỗ trợ cho những người đi xuất khẩu lao động. Bởi vì anh biết, những cái người mà đi xuất khẩu lao động ấy thì hoàn cảnh của người ta cũng tương đối là khó khăn. Thế nên là anh mới muốn hỗ trợ thôi. Mà bên anh ấy thì cái đường dây là em yên tâm đi, lớn lắm. Em không bao giờ em phải lo về cái chỗ ăn, chỗ ở hay là công việc hay là việc làm quen khi mới sang cả. Vâng, thế chi phí bay là bao nhiêu ạ? Thì người nhà thì anh cũng lấy cái mức ưu đãi như Ly thôi, nghĩa là 18.000 đô. Em cứ đặt cọc trước 100 triệu là em có thể bay được sang đến nơi, nhận công việc đàng hoàng rồi. Đây hoàn toàn là chiêu trò dụ dỗ những người có tâm lý đi xuất khẩu lao động mà lại ngại về vấn đề chi phí với cả là ngoại ngữ đấy. Nhưng mà nhỡ đâu công ty người ta làm như thế thật thì sao? Đây cũng chính là lý do mà tao muốn đến công ty của anh ta xác nhận đấy. Tao xác nhận xem là thông tin công ty này hay là văn phòng của anh ta có trùng khớp với nhau không. Thì văn phòng anh ta thuê ấy là văn phòng chung chứ không phải là một địa chỉ công ty nào cả. À, chị ơi, cho em hỏi là điều kiện để đi xuất khẩu lao động bên mình ấy thì có khó không ạ? Còn lao động nào? Công ty tôi là công ty thực phẩm đó. Em tưởng bên trong kia là công ty xuất khẩu lao động ạ? À, ở đây có mấy công ty cùng thuê văn phòng một lúc cơ. Tôi không biết đâu. À, dạ. Em cảm ơn. À,
vâng. Anh tra kỹ chưa? Công ty đấy không được cấp giấy phép hoạt động đúng không ạ? Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Tao đã đối chiếu kỹ thông tin công ty về bên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thì không hề tìm thấy thông tin giấy phép hoạt động của công ty anh ta. Đồng thời, địa chỉ văn phòng này cũng là văn phòng cho thuê chung. Điều đấy chứng tỏ về mặt pháp lý, công ty của anh ta là công ty ảo và tao đã tìm ra được những thông tin mô tả về kẻ lừa đảo giống hệt với anh ta, cùng với những hình ảnh mà người bạn của anh ta ở bên nước ngoài giống với nick của người mà mày nói chuyện. Điều đấy chứng tỏ là công ty của anh ta là công ty ảo và anh ta chính là kẻ lừa đảo, và tao đã báo công an điều tra về anh ta rồi. Nhưng mà anh ta chả bảo là bảo đảm cho mình sang bên đấy mọi thứ thì người thân mới phải chuyển tiền cơ mà. Đây chính là một chiêu thức lừa đảo tinh vi, đánh vào điểm yếu của mỗi người. Thực chất bọn lừa đảo này sẽ dụ dỗ được cọc tiền này, nhưng nếu đối tượng là những người cẩn thận không tin thì chúng sẽ dùng cách khác. Và sự thật khi mày sang đấy được vài ngày rồi, những ngày đầu tiên ý, anh ta sẽ chu cấp cho mày như những gì anh ta đã nói. Nhưng mà sau khi người nhà của mày đã đưa tiền đầy đủ cho anh ta rồi thì anh ta sẽ bỏ mặc mày bên đấy, và có thể mày sẽ bị trục xuất vì nhập cảnh trái phép đấy. Bọn khốn, đủ cho lừa đảo. Người ta khó khăn thì mới phải sang bên đấy thay đổi cuộc sống. Thế mày lại làm như thế à? Chính vì thế, nếu như mày thật sự muốn đi xuất khẩu lao động ấy, phải tìm hiểu thật kỹ, không được nghe những lời trên mạng là tương lai là lương cao này, không cần học các thứ. Tất cả chỉ là lời giới thiệu thôi. Đã rất nhiều người bị lừa rồi, tiền mất tật mang rồi sống dở chết dở bên xứ người đấy. Mày mà có mày, không tao mắc bẫy rồi. Cảm ơn mày nhá. Thôi không có gì, lần sau cẩn thận là được. Thôi, giờ đi ăn gì đi. Ok.